Xin chào tất cả các chị em. Bây giờ thì Linh sẽ chia sẻ cho chúng ta về cái cách làm thế nào mà để chúng ta mỗi ngày này chúng ta chỉ tập trung vào một thứ duy nhất thôi, đó là chăm sóc cái sắc đẹp của mình, và chúng ta có một cái lối sống lành mạnh, và chúng ta đi du lịch. Và cái quan trọng đó là khi chúng ta tập trung làm những điều đó thì tiền về với chúng ta cũng rất nhiều. Đó là cái quan trọng nhất đối với cái chị em. Bởi vì khi mà chúng ta đi kinh doanh, chúng ta thấy còn rất nhiều người trước đây kinh doanh xong đó là nhan sắc tàn phá, thân gọi là thân tàn ma dại đấy. Thì bây giờ với cái thời đại 4.0 hiện nay thì chúng ta càng đi kinh doanh thì chúng ta càng phải trở nên đẹp hơn, chúng ta ngày càng trở nên xinh hơn, chúng ta phải ngày càng khỏe mạnh hơn. Vậy thì Linh hay nói vui rằng là gì? Có là chúng ta ăn ngon mặc đẹp và chúng ta ngày càng trở nên đẹp đẽ hơn, hạnh phúc hơn, và chúng ta càng có nhiều tiền hơn. Vậy thì ở đây đó gì, Linh muốn chia sẻ với chúng ta rằng là bằng việc là chúng ta hãy tập trung vào việc đó là chúng ta kinh doanh những cái sản phẩm liên quan đến về sắc đẹp, ví dụ như về mỹ phẩm này, đúng không, hay là về thời trang này. Thì khi mà chúng ta kinh doanh về cái đó đó thì chúng ta cần phải trở thành sản phẩm của sản phẩm. Vậy thì ví dụ anh chị chúng ta, các chị chúng ta tìm ra những cái sản phẩm thật là tốt, nó thật là chất lượng và giúp cho da của các chị ấy trở nên ngày càng đẹp lên. Ví dụ như Linh là đàn ông mà vẫn có thể làm được thì không có lý do gì các chị em chúng ta lại không làm được. Ví dụ như Linh á, mỗi ngày đó là Linh tập trung vào chăm sóc cái làn da của mình. Như các chị thấy, đó là làn da của Linh nó rất là trong này, sáng mịn, đúng không? Đấy là Linh quay sát nha anh chị. Linh quay rất sát này. Và đó là bằng điện thoại thường luôn nhá. Thường đàn ông thì ở cái độ tuổi mà trên 30 của Linh đó thì da nó sẽ bắt đầu bị nếp nhăn ở đây, rồi nó sẽ sần sùi rất là nhiều thứ và nó xám xịt hơn. Nhưng các chị thấy rằng là da Linh của Linh thì rất là đẹp, đúng không? Nó mịn màng. Bởi vì sao? Linh phải dành cái thời gian chăm sóc da của mình mỗi ngày. Bởi vì lĩnh vực mà Linh đang kinh doanh đó là liên quan đến về mỹ phẩm. Linh kinh doanh về sản phẩm về chống lão hóa, dành cho các chị em lớn mà chúng ta đang bị nhăn chảy xệ này, rồi da nhăn nheo này, chảy xệ, thì lúc đó dùng cái sản phẩm. Vậy thì đầu tiên đó là Linh phải trở thành sản phẩm của sản phẩm. Và Linh là một người đàn ông mà Linh vẫn có thể chăm sóc sắc đẹp được cho mình, và Linh ngày càng trẻ hơn, càng đẹp hơn, thì không có lý do gì các chị nữ là chúng ta là không trẻ hơn, đẹp hơn được, đúng không? Vậy thì lúc này là việc mỗi ngày của Linh đó là gì? Tập trung vào việc chăm sóc cái làn da của mình nó thật đẹp lên, rồi chăm sóc cái sức khỏe của mình lên, và lối sống lành mạnh lên. Và từ những cái kinh nghiệm của bản thân thì Linh bắt đầu làm những cái video để Linh chia sẻ lên trên YouTube và giúp cho các chị em chúng ta có một cái lối sống lành mạnh từ trong tâm trí của mình, bằng cái sức khỏe của mình, và kèm theo đó là làm sao để có một cái làn da đẹp, rồi mình tạo ra một cuộc sống gia đình về hạnh phúc, một cái lối sống lành mạnh, rồi cách nuôi dạy con cái, đúng không? Vậy thì chúng ta luôn hướng tới những điều tốt đẹp và chúng ta chia sẻ về những điều đó, và chúng ta cũng bán, và chúng ta trở thành sản phẩm của sản phẩm, thì chúng ta sẽ bán chính những cái sản phẩm đó. Vậy thì có phải là chúng ta và khi chúng ta chia sẻ như vậy và chúng ta trở thành sản phẩm của mình đó, thì các chị em sẽ thấy là mình là một người trước đây da không có đẹp, sức khỏe không tốt, mà bây giờ dùng cái sản phẩm này da đẹp hơn, sức khỏe tốt hơn, đúng không? Và mình trở thành giống như một cái người đại diện cho cái sản phẩm đó. Thì việc mà chúng ta kinh doanh có phải là nhiều người họ thấy mình là sản phẩm của sản phẩm rồi thì họ sẽ mua cái sản phẩm của chúng ta. Vậy thì lúc này chúng ta có tài chính, đúng không? Và việc của chúng ta đó là chúng ta kết nối những người phụ nữ hay là những người mà họ cũng mong muốn làm đẹp, họ cũng mong muốn được đi du lịch, họ cũng mong muốn được kiếm tiền, họ mong muốn có một cái gia đình hạnh phúc, và chúng ta chia sẻ cho họ về cái cách làm giống như chúng ta. Vậy thì lúc này chúng ta tạo ra được một cái hệ thống kinh doanh. Vậy thì chúng ta sẽ có được cái tài chính và chúng ta có được một cái câu lạc bộ của những con người mà muốn ăn ngon mặc đẹp, du lịch sang chảnh, và chúng ta ngày càng có nhiều tài chính hơn, có một cái gia đình hạnh phúc hơn. Và đó là cái cách mà kinh doanh ở thời 4.0 hiện nay. Vậy thì với cái sự giúp của Facebook, của YouTube, vậy thì làm thế nào để chúng ta tạo ra một kênh YouTube này? Làm thế nào để chúng ta tạo ra một cái trang fanpage chúng ta bán hàng, rồi chúng ta chia sẻ về giá trị, và làm thế nào để cho nhiều người người ta biết đến về cái nội dung mà chúng ta chia sẻ, những cái kinh nghiệm của chúng ta? Thì trong cái chương trình Phụ nữ khởi nghiệp thời 4.0 thì Linh có chia sẻ rất đầy đủ, và Linh cũng làm sẵn những cái video để hướng dẫn chúng ta, dù chúng ta không biết về máy tính, chúng ta cần dùng biết điện thoại thôi, chúng ta biết chia sẻ và chúng ta biết có những cái kỹ năng của mình. Và nếu chúng ta thậm chí chúng ta chưa biết canh chăm sóc da như thế nào thì Linh cũng sẽ đào tạo và chia sẻ cho chúng ta luôn, và chúng ta hoàn toàn có thể kinh doanh và chúng ta kiếm tiền. Việc của chúng ta đó là
việc của các chị ở đây đó là gì? Chúng ta phải trở thành muốn đẹp này, chúng ta muốn khỏe mạnh này, chúng ta có một cái lối sống lành mạnh, chúng ta có một gia đình hạnh phúc. Và sau đó Linh sẽ chỉ cách mà làm sao để tạo ra những cái dòng tiền, và thậm chí là sau này chúng ta có thể giúp những giải phóng được người chồng của mình, đó là họ không cần phải làm việc và sẽ cùng với bạn là có một cái cuộc sống tự do, có một cái cuộc sống hạnh phúc, và quan trọng là chúng ta ngày càng có nhiều tiền hơn. Rồi bây giờ hãy chấm dưới cái đoạn video clip này hoặc là comment một cái điều gì đó ở dưới video clip này, và Linh sẽ ép chúng ta vào một group để chúng ta sẽ học tập và chúng ta làm những điều đó. Ok, xin chào tất cả anh chị nha.